Đại dịch COVID-19 chỉ ra những lỗ hổng kẽ hở. Quý vị và các bạn thân mến, đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất tiếp tục thực hiện một số chính sách theo quy định tại nghị quyết số 30 của Quốc hội về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời nhấn mạnh cần hoàn thiện các cơ chế ứng phó với tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Ứng phó những vấn đề khẩn cấp chưa có tiền lệ, nêu ý kiến khi thảo luận hội trường tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15. Đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đắk Nông nhấn mạnh đại dịch COVID-19 như một cơn cuồng phong càn quét làm mất đi nhiều thứ. Nhưng đại dịch cũng cho chúng ta thấy những lỗ hổng kẽ hở trong nhiều lĩnh vực, chỉ ra nhiều việc cần phải làm, phải giải quyết. Có những việc sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết, nhưng điều quan trọng nhất cần làm là cần phải ra soát, hoàn thiện thể chế chính sách, các quy định của pháp luật để định khung, định hướng, sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hiện tại và định hình cho sự phát triển, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh và những bất thường, bất định trong tương lai. Ông Mai nói và bày tỏ tán thành rất cao với các kiến nghị của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục thực hiện một số chính sách theo quy định của Nghị quyết 30. Bên cạnh đó, vị đại biểu đoàn Đắk Nông đề nghị cần tổng kết toàn diện thực tiễn chống dịch và những phát sinh trong quá trình chống dịch, cả mặt tích cực, những tồn tại hạn chế, khuyết điểm, ghi nhận trung thực thực trạng chống dịch với tinh thần khách quan. Theo ông, cần phải có cơ chế để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình chống dịch từ các địa phương, các bộ ngành. Cơ chế chính sách đó phải như một liệu pháp đủ mạnh để xốc lại tinh thần hăng say, nhiệt huyết, xả thân vì cộng đồng của tất cả các lực lượng tham gia chống dịch, để chúng ta có đủ lực lượng dự phòng, ứng phó kịp thời với những vấn đề tương tự trong tương lai. Cũng nhất trí cao với đề xuất của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Nghị quyết 30 là chủ trương chính sách hợp lòng dân, thể hiện chính sách phù hợp với đòi hỏi thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ ra soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách, pháp luật có liên quan đến hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, nhất là cơ chế về phòng chống dịch bệnh, cũng như ứng phó với những vấn đề khẩn cấp chưa có tiền lệ, nhất là những đại dịch trong tương lai có thể sẽ xảy ra. Trước mắt cần thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ cho lực lượng tăng cường, điều động để tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, được thực hiện từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 mà đến nay vẫn chưa thanh toán xong. Đồng thời có chính sách hỗ trợ các địa phương có khó khăn về nguồn lực để chi trả hỗ trợ, có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn bất cập về hồ sơ, thủ tục bảo đảm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở y tế và người bệnh COVID-19. Vẫn cần có cơ chế đặc biệt, đặc cách, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cũng băn khoăn hiện nay chưa có cơ chế để các địa phương, đơn vị đã ứng trước hàng hóa, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế của doanh nghiệp phục vụ chống dịch như chống giặc. Sau khi dịch được kiểm soát, các địa phương, cơ quan đơn vị gặp nhiều khó khăn về thanh toán kinh phí, không thể mua hàng hóa đã tạm ứng để trả lại hoặc không có cơ chế thanh toán đặc biệt để hoàn tiền lại cho các doanh nghiệp. Việc xác định giá các loại hàng hóa tại thời điểm dịch bệnh rất bất cập do nguồn cung khan hiếm, đẩy giá các mặt hàng y tế tăng cao. Tham khảo giá trên các trang thông tin của Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều thông tin, nhiều mức giá khác nhau tại cùng một thời điểm. Đây là thực tiễn diễn biến phát sinh phức tạp trong đại dịch chưa có tiền lệ. Vì vậy, lực lượng chống dịch tại các địa phương trân trọng kiến nghị Quốc hội trên cơ sở quy định của Nghị quyết 30 sao cho Chính phủ tiếp tục cần có cơ chế đặc biệt, đặc cách về giá, chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định và công bố giá hợp lý và có cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, nữ đại biểu kiến nghị. Ngoài ra, nghị quyết cho phép được mua sắm với một số lượng cao nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh. Nhưng đến khi tình hình được kiểm soát thì việc giải quyết tình trạng dư thuốc, trang thiết bị hóa chất còn chậm. Hiện có 48 tỉnh, thành phố gặp rất nhiều khó khăn trong thanh quyết toán chi phí đối với hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, đây là vấn đề cần được phân tích, đánh giá đầy đủ, khách quan trong bối cảnh lịch sử cụ thể và có giải pháp giải quyết theo cơ chế đặc biệt, đặc cách, đặc thù của Nghị quyết 30 để không ảnh hưởng lớn đến tinh thần, tâm lý và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức các cấp nói chung và ngành y tế nói riêng, những lực lượng tuyến đầu trong giai đoạn nguy cấp nhất, khắc nghiệt nhất.
để phục hồi và phát triển đất nước bền vững, để hàn gắn và xoa dịu những mất mát tổn thương quá lớn sau đại dịch. Rất cần nhiều chia sẻ, sự động viên, nguồn lực, thời gian, sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó tiếp tục thực hiện những quyết sách đúng đắn, kịp thời đã nêu tại Nghị quyết 30 của Quốc hội là vô cùng cần thiết, đại biểu Quốc hội bày tỏ. Quy hoạch tổng thể quốc gia, bệ phóng để phát triển. Thưa quý vị, bản chất của hoạt động quy hoạch là bài toán của dự báo, có thể là dự báo trong 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến cho rằng quy hoạch tổng thể quốc gia nếu làm tốt sẽ hình thành sa bàn, bệ phóng để phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Đáng chú ý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đi liền với khoa học công nghệ thì phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không có nguồn nhân lực tốt thì không thể nào thực hiện được quy hoạch. Chúng ta phải thay đổi nguồn nhân lực một cách căn bản, chất lượng thì mới thực hiện được các chiến lược, những kịch bản tăng trưởng. Chủ tịch nước cũng lưu ý, nước ta là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Do đó, khi đặt vấn đề quy hoạch tại những trục chính, những đô thị, khu vực đông dân cư, phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, giảm thiểu thiệt hại thiên tai, phát triển bền vững. Một thành quả mà chúng ta cần ghi nhận về công tác quy hoạch đó là không gian đô thị được mở rộng, dần hình thành mạng lưới đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn thuộc các ngành lĩnh vực quan trọng, hình thành mối quan hệ, liên kết phát triển giữa các ngành lĩnh vực, nhất là việc liên kết phát triển giữa các ngành cơ cấu hạ tầng với các ngành sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị trong phạm vi một địa phương tiểu vùng. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế đất nước vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Không gian phát triển bị chia cắt nhiều theo địa giới hành chính, liên kết vùng tuy đã được chú trọng nhưng vẫn còn nhiều bất cập, đầu tư phát triển vẫn còn dàn trải theo các vùng miền, chưa tập trung nguồn lực hình thành rõ các vùng động lực đóng vai trò đi đầu và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của đất nước, chưa hình thành được bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia đồng bộ và hiện đại, chưa hình thành được các trung tâm tài chính lớn. Nói cách khác, quy hoạch tổng thể quốc gia đang đưa ra các vùng kinh tế, hành lang kinh tế, vùng động lực nhưng lại chồng lấn, chồng chéo trong đầu tư nguồn lực. Vấn đề được đặt ra ở đây là ai sẽ là người tổng chỉ huy xử lý những mâu thuẫn chồng chéo này? Cần có giải trình đánh giá rõ hơn để các vùng không cạnh tranh mà hỗ trợ nhau phát triển. Bổ sung các cơ chế chính sách cho thấy sự kết nối, liên kết giữa các vùng kinh tế, vùng động lực phát triển hay hành lang kinh tế. Hiện nay thế giới đang làm quy hoạch và hệ thống quy hoạch theo hướng mở, tức là quy hoạch trên chỉ đặt ra những cái khung tạo điều kiện cho quy hoạch dưới phát triển. Quy hoạch dưới phát triển sẽ phản hồi lại để quy hoạch trên điều tiết. Tất cả những điều tiết này phải cực kỳ linh hoạt. Điều này sẽ đảm bảo chiến lược để phát triển một lãnh thổ lớn nhất, tốt nhất, nhanh nhất. Nhấn mạnh quy hoạch phải khả thi, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh lưu ý làm rõ nguồn lực để thực hiện quy hoạch, đừng vẽ như New York Paris rồi không làm được. Ông nói tiếp, ta đi hơi chậm nhưng có thuận tiện là dựa vào quy hoạch mẹ để làm quy hoạch con và đánh giá hồ sơ có sự chuẩn bị công phu, nhiều nét lớn, đột phá, lồng ghép được nhiều quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch đất và biển, những không gian trước vẫn chưa rõ. Bản chất của hoạt động quy hoạch là bài toán của dự báo, có thể là dự báo trong 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm. Không một ai có thể tài giỏi đến mức dự báo được cho sự phát triển tổng thể quốc gia chính xác cho khoảng thời gian dài như thế. Mặt khác, chắc chắn là quy hoạch của cấp trên đã đúng hơn, mà có khi quy hoạch cấp dưới mới trúng. Nguyên Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân nói, chỉ Đại hội Đảng Toàn quốc mới làm được quy hoạch tổng thể quốc gia. Quy hoạch tổng thể quốc gia cần lưu ý rằng lâu nay chỉ có Đại hội Đảng Toàn quốc mới làm được quy hoạch này. Bao nhiêu người, bao nhiêu năm soạn thảo rồi tới Đại hội Đảng Toàn quốc mới thông qua được. Tư vấn không thể làm được quy hoạch tổng thể quốc gia ấy. Để giải quyết vấn đề này, phải có cái nhìn khách quan từ các bộ quản lý hiện nay. Vì hơn ai hết, các bộ là nơi nắm rõ nhất hệ thống quy hoạch hiện nay thừa gì, thiếu gì và chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ cần loại bỏ bớt những quy hoạch thừa mà các bộ đang quản lý, còn những quy hoạch mấu chốt phải giữ lại. Khi đó, vai trò của luật quy hoạch sẽ thể hiện rất rõ ở việc hệ thống sắp xếp lại các quy hoạch theo thứ tự trước sau. Đấy là cách giải quyết căn cơ nhất.
Có thể nói, việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia là rất cần thiết nhằm xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ mang tính kết nối, đồng bộ, thống nhất cao, tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và đạt được mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.